Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ngày hôm nay với tiêu đề Châu chấu VinFast đem quân sang châu Âu đá cỗ xe tăng Đức. Là tự sát hay đang ẩn chứa âm mưu gì? Đức chính là nơi sản sinh ra những thương hiệu xe ô tô sang nổi tiếng của thế giới như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, VW và tất cả những thương hiệu này đều bám rễ trên khắp thị trường trên thế giới mà rất khó có thể đổi chủ và có thể đánh bật được họ. Ở thị trường xe bình dân hơn thì có xe Volkswagen, cũng là một ông khổng lồ trong ngành ô tô trên thế giới. Những ông lớn này có hầu hết là tuổi đời hàng trăm năm, họ phát triển qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử và đã khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường. Họ đang có hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi trên toàn cầu. Tuy là những xe xăng truyền thống, nhưng những năm gần đây các hãng này đã chuyển dần sang xe điện. Đặc biệt là hãng Porsche đã có những chiếc xe điện Taycan đưa ra hầu hết các đại lý trên toàn thế giới và được đón nhận nhiệt tình. Từ xe ô tô chạy xăng, họ chuyển sang xe điện một cách nhẹ nhàng mà không hề phải đầu tư thêm nhiều với cơ sở hạ tầng cho việc bán xe điện trên toàn thế giới. Họ kế thừa của nền tảng vững chắc đã có từ trước đó. Có thể nói, nền tảng sản xuất và bán hàng của hãng Đức vững chắc chẳng khác nào hình ảnh cỗ xe tăng mà thế giới đã ví von cho đội tuyển bóng đá Đức vậy. Vững chãi và luôn ở hạng top đầu trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường thế giới. Đây là chiếc xe Porsche mới nhất. Một xe điện đã được thị trường chấp nhận, và liệu VinFast có thể cạnh tranh nổi với họ hay không là câu hỏi được đặt ra. Hãng ô tô VinFast của Việt Nam là một hãng có tuổi đời rất trẻ, chỉ 44 năm, nhưng loại xe xăng của họ đã phải nói lời từ biệt với thị trường vào cuối năm 2022 và thậm chí là nói lời vĩnh biệt. Nền tảng chưa vững nhưng chóng tàn thì làm sao có thể cạnh tranh được với ông lớn ngành ô tô của Đức. Mới đây, hãng VinFast cũng tổ chức ra mắt xe ô tô tại Đức và giới thiệu. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là nơi mà ông Phạm Nhật Vượng thuê để ra mắt những chiếc xe ô tô điện đình đám lại khá sập sệ, không tương xứng với những gì được bơm lên truyền thông trong nước và quốc tế. Với hình ảnh như vậy thì làm sao VinFast đủ mạnh để đấu lại được với những ông lớn như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche được? VinFast chỉ là châu chấu nhưng lại muốn đem quân sang Đức để đánh nhào cỗ xe tăng Đức là điều khó tưởng. Vậy mục đích thực sự của ông Phạm Nhật Vượng là gì khi đem xe sang Đức để ra mắt và chào bán với bàn dân thiên hạ? Có lẽ việc cần lớn nhất của ông Phượng cho VinFast chính là nguồn vốn. Được biết, vốn cho nhà máy VinFast tại thị trường Mỹ là 4 tỷ đô và ông Phạm Nhật Vượng đang muốn huy động bằng cách IPO VinFast trên thị trường Mỹ. Như vậy, cũng không khó đoán việc ra mắt xe trên nước Đức chỉ là huy động vốn. Còn khi huy động vốn rồi, có phát triển VinFast được hay không, thì đấy là chuyện của tương lai. VinFast tính ngưng sản xuất xe xăng sau 4 năm ra mắt thị trường cũng đủ người ta hình dung sự thành công của hãng ô tô VinFast đến đâu rồi. Để huy động vốn, ông Phạm Nhật Vượng cho đánh truyền thông rất mạnh, cả truyền thông trong nước lẫn truyền thông ở quốc tế. Đây là hình ảnh xe xăng của VinFast được bán ở thị trường nội địa không quá 5 năm. Vậy số phận của xe điện có khá hơn hay không là câu hỏi được đặt ra. Mặc dù xe xăng đã sản xuất nhưng phải từ bỏ vì nó có giá thành rất cao và tiêu chuẩn môi trường rất thấp. Đầu tháng 1, trang Auto News của bản châu Âu cho biết xe hãng VinFast là cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư tại Đức đã làm việc để hỗ trợ hãng xe Việt Nam tìm địa điểm đặt nhà máy sản xuất ô tô điện tại quốc gia này. Ngoài ô tô điện cá nhân, VinFast sẽ sản xuất cả xe bus ở nhà máy này. Không biết thực hư như thế nào, nhưng với cách ra mắt VinFast tại Đức vừa qua tại Berlin cho thấy không thể xứng tầm với những gì đã được đăng trên báo chí. Cũng theo tờ báo này, thì VinFast dự kiến sẽ mang những mẫu ô tô điện của mình sản xuất ở nhà máy tại Hải Phòng để bán cho thị trường Đức, Pháp, Hà Lan trong năm nay. Hãng xe sẽ áp dụng mô hình phân phối tương tự Tesla, tức là không dựa vào các đại lý được nhượng quyền mà mở bán trực tuyến thông qua các showroom mà VinFast sở hữu. Đây là hình ảnh với ông Phạm Nhật Vượng hiện nay, quan trọng nhất là huy động vốn. Thật là những lời có cánh, tuy nhiên thực tế thì cho đến nay vẫn chưa thực sự xúc tiến đúng tầm những gì đã được báo chí đưa tin.
xe tại thị trường Việt Nam của VinFast vẫn chưa khẳng định được vị thế trong thị trường nội địa, nhưng lại đem sang Đức và châu Âu cạnh tranh với những xe và những hãng lớn, thì như đấy là nhiệm vụ rất bất khả thi của ông Vượng. Và việc đánh trống khua chiêng của ông Phạm Nhật Vượng xem ra mục đích kiếm vốn là cần thiết hơn tất cả. Còn cạnh tranh thì e không thể. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Võ Văn Minh và Phan Văn Mãi chiến nhau giành xử Nguyễn Phương Hằng. Ai sẽ thắng? Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, là một vụ án vô tiền khoáng hậu. Thông thường, với cùng một tội danh thì chỉ có một địa phương thụ lý vụ án, không thể có đến hai địa phương cùng khởi tố một tội trên cùng một đối tượng. Theo khoản 3, điều số 31, Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm. Như vậy, cả Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương cùng khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng một tội danh theo điều 331 Bộ luật Hình sự là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước là hoàn toàn sai trái. Nếu ra tòa, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ bị hai tòa án ở hai địa phương này tuyên án thì bà sẽ bị chồng án chỉ vì một tội hay sao? Đây là hình ảnh ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Thực tế là Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bà Nguyễn Phương Hằng là bởi những phát hình trực tiếp livestream của bà nhắm vào ông Phan Văn Mãi. Ai cũng biết bà Hằng hoạt động livestream tại khu du lịch Đại Nam thuộc tỉnh Bình Dương chứ không thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Lẽ ra vụ án này phải được Công an tỉnh Bình Dương thụ lý thì mới đúng. Tuy nhiên, vì không chịu được những lời nói khó chịu của bà Hằng, nên dường như ông Phan Văn Mãi đã ra tay trước. Đồng cấp với ông Phan Văn Mãi tại tỉnh Bình Dương chính là ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Việc bà Hằng phạm tội trên đất Bình Dương thuộc quyền chỉ đạo xử lý của ông Võ Văn Minh, nhưng ông Phan Văn Mãi lại phỏng tay trên xử lý trước. Điều này chẳng khác nào ông Phan Văn Mãi vuốt mặt không nể mũi, xem như ông Võ Văn Minh như không có giá trị gì cả. Địa phương mình quản lý mà để người khác thọc tay vào xử lý thì khác nào ông Võ Văn Minh bị ông Phan Văn Mãi đang cho Trung ương biết rằng Võ Văn Minh là người vô dụng. Có lẽ vì lý do này mà ông Võ Văn Minh đã cho Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án bà Nguyễn Phương Hằng để giành lại thể diện cho mình hay sao? Tuy nhiên, việc khởi tố chậm và làm việc chồng chéo như thế này, ông Võ Văn Minh có giành phần thắng về phía mình hay không đang là câu hỏi được đặt ra. Nơi nào cũng sẽ có cái lý của họ. Vào ngày 24 tháng 3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt và khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng tại nhà bà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Rõ ràng ông Phan Văn Mãi không xua quân đến tỉnh Bình Dương để bắt người. Giả sử như trước đây, ông Võ Văn Minh muốn bắt bà Hằng cũng khó, phải đợi bà Hằng xuất hiện ở tỉnh Bình Dương thì mới có thể bắt. Còn nếu bắt bà Hằng tại tư gia thì khác nào Công an tỉnh Bình Dương đến nơi thuộc quyền quản lý của ông Phan Văn Mãi để bắt người. Như vậy lại vượt mặt Thành phố Hồ Chí Minh. Và làm như thế nào ông Võ Văn Minh cũng rất khó. Giờ ông Minh chậm hơn ông Phan Văn Mãi một bước, khó mà giành được quyền xử lý vụ án này từ tay ông Phan Văn Mãi. Và lại thế lực của ông Phan Văn Mãi vẫn mạnh hơn ông Võ Văn Minh rất nhiều. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo một số tờ báo của Nhà nước Cộng sản Việt Nam chia sẻ, thì họ nói rằng tùy thuộc vào kết quả điều tra hành vi sai phạm của bà Nguyễn Phương Hằng, cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh có thể nhập tách vụ án ra để xử lý. Việc nhập vụ án sẽ đảm bảo nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo, sao cho Hằng sẽ không bị án chồng án là điều rất khó cho bà ta. Bên nào sẽ giành phần quyền điều tra bà Nguyễn Phương Hằng đây là câu hỏi đang được dư luận đưa ra. Nếu bên nào đã điều tra và xuất hồ sơ vụ án thì bên kia có quyền điều tra lại hay không cũng là một câu hỏi. Nếu không điều tra lại thì xem như thua cuộc. Còn nếu điều tra giành quyền thì làm sao đảm bảo hai kết luận giống nhau cho được? Rất khó. Thực tế, việc bà Nguyễn Phương Hằng phát hình trực tiếp livestream tố cáo các nghệ sĩ và nhà báo không liên quan gì đến điều 331 của Bộ luật Hình sự. Hành động này không liên quan gì đến lợi ích của nhà nước như điều 331 đã quy định. Còn nếu Công an tỉnh Bình Dương phát hiện hành vi của bà Hằng phạm thêm tội
làm nhục người khác, vu khống, vân vân. Mà xử lý bà Hằng thì công an tỉnh Bình Dương cũng nên thông báo với báo chí sửa lại điều luật mà cơ quan này làm căn cứ để khởi tố bà. Đây là hình ảnh cuối cùng thì bà Nguyễn Phương Hằng đã thuộc về tay ai xử lý. Thực tế cho thấy ông Phan Văn Mãi và ông Võ Văn Minh đang giành nhau xử lý vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, bởi ông Phan Văn Mãi bắt trước nên việc chữa cháy của ông Võ Văn Minh xem ra rất khó thực hiện. Hiện nay bà Hằng đang nằm trong tay công an thành phố Hồ Chí Minh. Xem ra việc ra tay giành bà Hằng của ông Võ Văn Minh sẽ thất bại.